giờ sẽ là những cảm xúc vô cùng lo lắng ở phía sau phòng chờ. Hai trong số họ đang là hai thí sinh nguy hiểm bởi vì có phần trăm giảm cân tệ nhất tuần vừa qua. Chúng ta còn Nguyễn Thắng. Nguyễn Thắng, Huyền Thanh và Ánh Nguyệt. Vâng, thí sinh tiếp theo chính là Nguyễn Thắng. Yes, đây chính là tuần của mình. Tuy nhiên, điều này có gây cho mình một số áp lực bởi vì nó là thế mạnh. Nên ban giám khảo và khán giả sẽ có cách nhìn có một chút khắt khe hơn đối với cả mình. Nên là mình cũng cần phải trau chuốt hơn về cái phần diễn xuất. Trong tuần này thì mình có một áp lực rất là lớn. Bọn mình được đến bãi biển thì lúc đầu bọn mình tưởng là được nghỉ dưỡng. Nhưng mà cuối cùng là phải tham gia các hoạt động thể lực, chạy ở trên biển. Mệt lắm, xong rồi dẫm phải vỏ sò, xong rồi bị sóng nó đánh. Thì bánh xe rất là nặng, cứ kéo được một vòng đầu thì nhớ nhẹ. Nhưng mà đến vòng thứ hai thì cát nó trong cái bánh xe làm mình không thể kéo được. Chạy cát thì quả thật là kinh khủng hơn. Mỗi một bước chạy thì chân mình lún xuống vì bọn mình rất là nặng. Xong rồi lưng thì đau vì mỗi lần phải leo dốc. Tuần trước thì mình chỉ giảm được 2,5% số cân, tức là cơ thể mình đã bắt đầu không còn giảm cân nhiều như tuần đầu tiên nữa, bắt đầu có sự chững lại. Vì thế nên tuần này quyết tâm điểm giảm cân của mình sẽ phải được 3 điểm. Let's hook tonight. Turn up this mother. Hy vọng rằng ban giám khảo sẽ có những nhận xét rất là tích cực dành cho bạn. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. Từng nốt nhạc một, từng câu hát một, Thắng đã thể hiện rất là rõ cái đam mê và cái sự tự tin của mình ở trong phần thi này. Ánh mắt rất là lạnh lùng, rất sắc sảo, mặc dù bài hát này nó sôi động. Tôi thấy là càng về sau, các bạn càng nỗ lực rất rất nhiều. Khi mình gần tới cửa chết ấy, thì mới bắt đầu mới và cái sự sống còn đúng không? Nó cao độ đến mức độ nào? Nhìn, bạn xoay bên này, bạn nhìn bên này, bạn xoay bên này, bạn nhìn bên này. Nó rất là đủ điểm của một người nhảy dance sport chuyên nghiệp. Đối với tôi là bài thi này hoàn toàn xứng đáng để nhận những tràng pháo tay to nhất. Cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Cảm ơn anh John ạ. Cái khó trong cái bài này siêu khó. Rất nhanh, rất là nhanh. Đây mình chỉ không phải nói là một cái bài cha-cha bình thường. Đây là một cái bài chất lượng rất là cao. Và em làm cái điều đó rất tốt. Cảm ơn anh John. Nhưng giờ anh sẽ nói mấy cái anh không thích trong cái bài này. Không có gì để nói. Chắc sợ lắm đấy không? Bữa nay biết diễu rồi đó. Cảm ơn giám khảo John Huy Trần. Và xin mời anh Hoài Linh. Tôi chỉ ghi đúng có 6 chữ. Tức là thêm một bài hoàn hảo nữa. Wow. Xin cảm ơn anh Hoài Linh ạ. Và bây giờ sẽ là số điểm đầu tiên từ anh John Huy Trần. Giám khảo của chúng ta đang phân vân. Anh John Huy Trần chưa biết cho 9 hay 10 hả anh? Tôi hy vọng vậy. Dễ thương quá mà. Thank you. Cho anh nói trước cho. Dạ. Yeah. Anh muốn trong những tuần kế tiếp
em có những cái ngoạn mục hơn, không phải cái sở trường của mình. Và anh dành cho em 8 điểm. Cảm ơn Hà Linh. Mời anh Johnny. Thì đúng là nói cái bài này tuyệt vời. Và cái cảm giác của anh là đến cái wow, anh rất muốn, rất cần. Chưa có, nhưng mà cái điểm anh chấm cho em cũng cao, 8 điểm. Là cao rồi đấy ạ. Dạ. Về những sự mà gần như là chuẩn xác của bạn thì không hề khó để lấy điểm 8. Thì thôi. Xin chúc mừng. Điểm trung bình của bạn là 8 điểm. Xin chúc mừng bạn. Và một nửa số điểm còn lại, hai bạn hãy cùng dìu dắt nhau đi đến chiếc cân mộng mơ ở đằng trước, và biết đâu đó là màu hồng đang chờ hai bạn ở đó. Cân nặng cũ 91,1 cân. Cân nặng hiện tại 88,9, giảm 2,2 cân, tương đương 2,4%. Và số điểm tuần này 10,4 điểm. Xin chúc mừng.